Đồng hồ nước đẹp cực kỳ không? Lục bình bao la luôn á. Nay đem mình ra đồng các bạn. Lắc bài đâu bạn? Nay đi lang thang ra đồng đi kiếm cái gì ăn. Ê, bên kia có nắm bắp kìa, heo qua mình móc bắp đi. Ok luôn. Như lông gà vậy. Giống keo xích. Bóp ra cái này. Câu chưa rồi. Thôi thì dạ, kiếm mới có không vô mình làm cái món bắp nướng mỡ hành đi. Ủa, ngon nè. Ơi các bạn, nhìn chưa? Vô mánh rồi các bạn ơi. Mọi ngon, mọi ngon. Đường trái. Cầm áo đi. Rồi. Quá nhiều ơi. Ăn trúng bánh rồi. Ủa rớt chết rồi. Đâu rớt đâu, rớt cái gì? Cái lá, cái lá. Rồi. Cái này nó sâu sâu nhưng nó còn hộp ăn được. Ngày dịch bệnh quá mình phải ra ruộng mình móc bắp về mình ăn thôi chứ giờ kiếm cái gì nữa đâu ăn. Rồi này dối hút dối cậu móc vô nè ham ăn như quỷ. Dạy bác bay. Rồi đi. Đi ra thầy. Quá thằng nắng vô kiếm cái gì ăn nước nước. Cam nè, có cam nè. Chưa có già, chưa có ngút dưỡng. Còn lâu quá. Thành công sẽ lộ ra nha các bạn. Cởi áo ra. Cởi áo ra đi. Thằng hành sáu muối nha các bạn. Còn anh Tấn thì đang để bắp vô đang đem về. Tại hồi nãy mình đi mình quên đem rồi các bạn.
Vậy này anh Tấn đi xin cái áo anh đem qua thôi. Rồi, ba. Mát lạnh luôn kìa. Đi qua trước đi. Còn hồi chụp camera qua ha anh Tấn. Được. À, tới mình xuống luôn nha các bạn. Em tắt cả, em tắt. Đây, anh em mình sẽ chuẩn bị đi về các bạn. Đẹp trai liền. Anh Tấn chuẩn bị đi qua nha các bạn. Xui mày. Bắp nhiều quá không gãy cây cầu luôn các bạn ơi. Một tấn bắp luôn rồi. Chạy. Bên này đi móc bắp trúng mánh này. Vô bắp lớn. Quá bắp rồi. Vậy nó gách gách cáo luôn ơi. Nó té cáo luôn á. Cây cái giỏi. Lên dài luôn. Bữa nào tụi mình sẽ làm clip sinh tồn trên sườn các bạn. Sườn nè, ok. Cho ăn bèo, cho ăn mớp rồi hả? Quéo lông cho luôn rồi. Hả? Ông nội ơi báo không à. Chuối kìa. Con chuối leo lên cái gãy như vậy. Gần một phút rồi. Bay,
Hết rồi. Tao khô ngó à. Nóng à. Mình đang gà nè. Tôi muốn mặn ngọt ngọt đồ ăn ngon hơn. Đủ. Chạy chạy ăn canh thơ hay gì đó. Ông cho ăn mà không đồng cơ luôn chứ. Mấy con thỏ, con chó kìa, có cái răng thỏ kìa. Đâu ra? Đó, con có con thỏ đó. Người chưa chắc muối lên đó. Kìa chắc muối lên móc ăn đó. Mà gì cũng ngon nữa. Ăn nóng rồi dập muối nha. Đó dập hết. Vô nè bên. Năm trái người này ăn dưới. Ôi năm cái đủ cho đủ ba người đúng không đi mày, bốn người luôn á. Anh tài nữa, tao ăn trước rồi, ăn vui rồi đâu. Ăn gỏi ăn yếu quá rồi, ăn nhãn ăn hiệu trái ăn cộng lệ nữa mà đưa tao lại muốn chơi. Mày tao trong gất trái luôn cậu. Ủa, cắn luôn cái hộp luôn. Đi cắt nửa cái hộp luôn.